Trân quý 8 người này, đời bạn sẽ hạnh phúc. 1. Hãy quý trọng người luôn bên bạn khi bạn mệt mỏi, đau khổ. 2. Hãy quý trọng người đặc biệt hiểu cho bạn vì người này khẳng định rất hy vọng bạn nhớ đến họ nhiều hơn một chút. 3. Hãy quý trọng người mỗi ngày đều nhớ đến bạn. Nếu như quan hệ của người ấy với bạn không tốt thì cũng chẳng cần mỗi ngày đều nhớ đến bạn. Nhất định phải tin điều này. 4. Hãy quý trọng người luôn phát hiện đầu tiên lúc tâm tình bạn không tốt, nhưng lúc tâm tình bạn tốt lại là người cuối cùng biết. 5. Hãy quý trọng người luôn hết lòng giúp đỡ bạn, chỉ cần là có thể cái gì cũng không tiếc. 6. Hãy quý trọng người luôn bên vực cái yếu là bạn, bởi không phải ai cũng tình nguyện bảo vệ bạn đâu. 7. Hãy quý trọng những kẻ ngốc bên cạnh bạn, bởi khẳng định đó mới là người bên bạn đến phút cuối, khi mà những kẻ có tâm địa xấu xa đã sớm vứt bỏ bạn. 8. Và hãy xin quý trọng những người nổi giận với bạn, quý trọng cả những người hay cằn nhằn bạn.